Hello cả nhà, em lên một con đồng hồ Casio Edify nha. Đây, rất là đẹp luôn. Và đặc biệt con này là chạy kim trôi nha, pin năng lượng, không cần phải thay pin nha cả nhà. Size của nó là 41, nếu mà đo cả nấm là 44 luôn á nha. Dây thép đúc, dây dài luôn, nguyên rin từ A đến Z luôn nha. Rất là đẹp luôn. Đó. Dạ quang sáng nha. Chạy cơ chế 6 kim, bấm giờ thể thao, ô lịch gốc 5 giờ nha cả nhà. Đầy đủ chức năng luôn, chính hãng luôn. Niền bằng đá nha, rất là đẹp nha. Full chức năng nè. Nguyên rin từ A đến Z, rất là đẹp, pin năng lượng bao khỏe luôn nha cả nhà. Vừa pin năng lượng vừa kim trôi nữa. Rất là hiếm gặp nha. Casio kim trôi rất là hiếm gặp nha. Rồi em mời cả nhà nha.